cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục thanh trang, kính mời quý vị theo dõi bản tin tổng kết kinh tế tài chính tuần qua với tiến sĩ Tạ Cự Hải. Kính chào quý khán giả của SBTN. Chúng tôi là Tạ Cự Hải từ thủ đô Washington DC. Và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua. Thị trường chứng khoán cuối tuần thứ 6, 16 tháng 8, 2019 –

Giá vàng là 1.523 đô la 60 cent một ounce căn cứ vào thứ Sáu 16 tháng 8 2019. Giá dầu thô 54 đô la 94 cent một euro cũng căn cứ vào thứ Sáu 16 tháng 8 2019. Và giá xăng là 2 đô la 636 một gallon căn cứ vào dự kiện từ công ty AAA 3 chữ A thứ Sáu 16 tháng 8 2019. 1 đô la của Hoa Kỳ tương đương 0.9012 của đồng euro Liên Hiệp Âu Châu căn cứ vào thứ sáu 16 tháng 8 2019 cũng một đô la Hoa Kỳ tương đương với euro 8229 của đồng Anh Kim Anh Quốc tương đương với 7.04 của đồng dân nhân dân tệ Trung Quốc tương đương với 106.37 của đồng Yen của Nhật Bản tương đương với 66.58 của đồng Robo của Nga tương đương với 1.33 của đồng đô la gia nó đại tương đương với 1.47 của đồng đô la Úc đại lợi tương đương với 31.30 của đồng đô la mới của Đài Loan. Lãi suất mortgage Freddie Mac thứ năm 15 tháng 8 2019, 30 năm cố định là 3.6% và 15 năm cố định là 3.07%. Tình trạng thất nghiệp, tuần lễ kết thúc thứ bảy ngày 10 tháng 8 2019 có 220.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, tăng 9.000 so với tuần lễ trước đó. Đánh dấu 232 tuần lễ liên tiếp, số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu vẫn dưới mức 300.000 người. Tuần lễ kết thúc thứ bảy ngày 3 tháng 8 năm 2019, Mỹ có 1.726.000 triệu người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, tăng 39.000 so với tuần lễ trước đó. Kinh tế Mỹ trong tháng 7 năm 2019 đã cung cấp 164.000 việc làm mới. Tuy không đạt được mức kỳ vọng, nhưng các chuyên gia kinh tế kết luận rằng rất chắc chắn riêng trong tháng 7 đã có thêm 370.000 người gia nhập vào lực lượng lao động nhiều hơn thường lệ nên khiến cho tỷ số thất nghiệp vẫn dưới mức 3.7%. Phần lớn số công việc làm mới được cung cấp bởi nhiều ngành nghề khác nhau đã tạo thêm sức mạnh của kinh tế Mỹ. Lương trung bình của dân Mỹ trong tháng 7 tăng khoảng 3.2% so với mấy tháng đầu năm 2019. Tổng sản lượng nội địa GDP Gross Domestic Product cho tam các nguyệt thứ nhì tháng 4, tháng 5 và tháng 6 của năm 2019 đã được Bộ Thương mại công bố là cộng 2.1%, là một tỷ số phát triển kinh tế tuy chậm của Mỹ. Nhưng vẫn vượt trên trên sự kỳ vọng của các nhà kinh tế và tuy thấp hơn cộng 3.1% của tam cá nguyệt thứ nhất. Bình luận về kinh tế Mỹ, tuần qua thị trường chứng khoán Wall Street của Mỹ có cả ba chỉ số đều đi xuống. Vì thứ nhất, cho tới giờ phút này chưa có kết quả tốt đẹp như mong muốn về cuộc chiến mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sau khi đã kéo dài cả năm thương thảo. Thứ nhì, trái lại cuộc chiến mậu dịch, càng ngày sự căng thẳng giữa Mỹ-Trung càng trầm trọng hơn, đã gây thêm sự sợ hãi cho giới đầu tư và doanh nghiệp. Thứ ba, quỹ dự trữ liên bang đã quá chậm chạp trong quyết định cho hạ lãi suất chính, không đáp ứng kịp thời nhu cầu tài chính và kinh tế Mỹ. Thứ tư, trong khi hôm thứ Tư 14 tháng 8, thị trường trái phiếu lại bị xáo trộn trái ngược, hốt khoảng ra cảnh báo có thể sắp có một cuộc khủng hoảng kinh tế. Và thứ năm, đồng thời kinh tế thế giới đang có dấu hiệu chậm chạp. Tất cả những yếu tố tiêu cực nói trên đã làm cho nỗi sợ hãi, thay vì chỉ là một trái đồi nhỏ đã trở thành một trái núi to lớn đầy đe dọa. Thị trường chứng khoán hôm thứ Tư 14 tháng 8 đã trở thành một ngày tồi tệ nhất trong lịch sử của chỉ số Dow Jones và kết thúc Dow Jones đã mất hơn 800 điểm hay trừ 3.05%, Nasdaq mất trừ 3.02%, và S&P 500 mất trừ 2.93%. Điều đáng lưu ý là mặc dù vậy, dân Mỹ vẫn tiếp tục đi mua sắm đông đảo tại Womack, và giới tiêu thụ Trung Quốc vẫn mua bán bình thường hàng hóa với Alibaba. Riêng ngày thứ Sáu 16 tháng 8, thị trường chứng khoán thế giới có chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng cộng 0.06%, Hồng Kông Hang Seng tăng cộng 0.94%, London FTSE 100 tăng cộng 0.71%, Shanghai Composite tăng cộng 0.29% và chỉ số DAX của Đức tăng cộng 1.31%. Thế nên chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa, giá trị của chứng khoán là giá trị của sự kỳ vọng, nên rất nhạy cảm với tin tức thời sự bên ngoài và không nhất thiết luôn luôn phản ánh trung thực tình trạng kinh tế của nước Mỹ. Sự nhạy cảm này thường chỉ có giá trị đoạn kỳ mà thôi. Mặc dù những sự xáo trộn của thị trường trái phiếu đã dẫn đầu hầu hết các cuộc khủng hoảng trong kỷ nguyên mới hiện nay, nhưng không nhất thiết và hiển nhiên phải đưa đến một cuộc khủng hoảng. Đồng đô la tuần qua lên giá so với đồng euro của liên hiệp Âu Châu, so với đồng yen của Nhật, so với đồng rúp của Nga, nhưng lại xuống giá so với đồng anh kim của Anh Quốc và so với đồng nhân dân tệ Trung Quốc và so với đồng đô la mới của Đài Loan đồng đô la lại không thay đổi so với đồng đô la gia nó đại và so với đồng đô la Úc đại lợi. Giá dầu thô hiện đang ở mức 54 đô la 94 cent một euro, giá xăng ở mức 2 đô la 636 một gallon, giá vàng lên mức 1 1523 đô la 60 cent một ounce hôm thứ sáu 16 tháng 8. Lãi suất mortgage xuống mức 3.6% cho 30 năm cố định và 3.07% cho 15 năm cố định kinh tế thế giới trong 20 cường quốc kinh tế trên thế giới hiện nay có 5 quốc gia có kinh tế lớn đang gặp khó khăn. năm nước này đang ở trong tình trạng có thể bị khủng hoảng kinh tế trong tương lai gần. Đó là thứ nhất, nước Đức có nền kinh tế bị thu nhỏ lại, nhất là kỹ nghệ sản xuất xe hơi. Thập niên vàng son Golden Decade đang đến hồi kết thúc. Đó là lời tuyên bố của ông Carsten Bresky, kinh tế trưởng của ngân hàng Đức, Dutch Bank ING. Thứ nhì, Anh quốc vừa có tân Thủ tướng Boris Johnson đang cố lôi Anh quốc ra khỏi Liên hiệp Âu Châu. Nếu không có thương ước trong tháng 10 này, 31 tháng 10, thì có thể khó tránh khỏi bị khủng hoảng kinh tế. Thứ ba, nước Ý yếu kém sản xuất, tỷ số thất nghiệp của giới trẻ rất cao, nợ nhiều và tình trạng chính trị xáo trộn là căn bệnh chính. Thứ tư, Tại Mexico, ngành đầu tư bị suy sụp và ngành dịch vụ đang bị áp lực nặng. Thứ năm, Brazil là nước lớn nhất về kinh tế tại châu Mỹ Latin đang bị yếu kém về kỹ nghệ sản xuất và tỷ số thất nghiệp cao. Đó là năm quốc gia đang được lưu tâm về tình trạng kinh tế trong 20 cường quốc kinh tế của thế giới trong lúc này. Còn Hoa Kỳ thì sao? Kinh tế Mỹ vẫn mạnh mẽ đi tới. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua. Xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm tạ quý vị. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về Washington DC at sbtn.tv. Thành Trang kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Thông báo Hội Y tế miền Đông Bắc Hoa Kỳ trân trọng kính mời quý niên trưởng, quý đồng nghiệp và quý thân hữu tham dự dạ tiệc dạ vũ mùa thu được tổ chức vào ngày thứ Bảy 31 tháng 8 2019, 7 giờ tối đến 12 giờ khuya tại nhà hàng Harvest Moon, thành phố Fortress, Virginia, 7260 Arlington Boulevard, số điện thoại 703 573 6000 với sự hiện diện của ca sĩ Ý Lan và bản nhạc The Red Sun. Xin liên lạc dược sĩ Trần Kim Long 410-707-6203, bác sĩ Nguyễn Khoa 571-277-8791.